xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị khối không khí lạnh khô dần giảm bớt cường độ nên ở miền bắc thời tiết đã ấm dần lên thậm chí ban ngày trời còn hứng nắng nhẹ, tuy nhiên càng về chiều tối đến đêm và sáng sớm trời còn rét. Tại các tỉnh trung bộ do ảnh hưởng của trường gió đông bắc nên mưa còn xuất hiện rải rác tại các tỉnh bắc và trung trung bộ. Nền nhiệt phân bố tăng dần từ bắc vào nam và tiếp tục duy trì tiết trời rét tại các tỉnh bắc trung bộ. Trong khi đó khu vực từ đà nẵng cho đến bình thuận thời tiết ấm áp hơn với nhiệt độ ban trưa có khi đạt mức 28 độ. Khu vực tây nguyên và nam bộ trong 24 giờ qua thời tiết vẫn phổ biến ít mưa và ngày còn nắng nhiều. Ngoài khu vực ven biển Nam Bộ là có mưa vài nơi, tập trung chủ yếu về đêm và sáng sớm, nên nhiệt độ ban trưa cũng chỉ xấp xỉ 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Về tình hình thời tiết biển, hiện nay bão Bồ vẫn đang di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Dự báo đến trưa ngày mai, vị trí tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13. Ngay sau đó bão di chuyển chậm theo hướng đông đông bắc và có khả năng đổi hướng di chuyển về phía đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến trưa ngày 9 tháng 12, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển giữa biển đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14, biển động dữ dội. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với đới gió đông bắc mạnh nên vùng biển phía bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh Quay trở lại với thời tiết trên đất liền, trong 24 giờ tới, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ vẫn chịu tác động chủ yếu của khối không khí lạnh có cường độ ổn định nên trời còn tiếp tục khô ráo và khá ít mưa. Mặc dù còn nhiều mây về sáng sớm nhưng đến trưa chiều trời cũng hừng nắng nhẹ, khiến nhiệt độ ban trưa duy trì ở mức dưới 24 độ. Về đêm và sáng sớm trời vẫn còn khá rét. Hiện nay cơn bão Pha vẫn gây ra thời tiết xấu cho khu vực Bắc và giữa biển Đông và ít tác động đến thời tiết các tỉnh ven biển miền Trung. Do vậy, Khu vực Trung Bộ cũng chỉ có mưa rải rác tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với lượng không nhiều. Nền nhiệt tiếp tục có sự phân bố tăng dần từ Bắc vào Nam với nhiệt độ ban trưa phổ biến từ 21 cho đến 24 độ ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tại Trung Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26 đến 29 độ và từ 29 độ đến 32 độ là nền nhiệt cao nhất trong ngày tại khu vực Nam Trung Bộ. Còn với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trời vẫn phổ biến ít mưa, mưa rông vẫn xảy ra vài nơi với lượng không nhiều và tập trung chủ yếu về đêm và sáng sớm. Ban ngày trời có nắng cả ngày, khiến nhiệt độ ban trưa cũng tăng dần lên ngưỡng 31 đến 34 độ tại Nam Bộ và 29 đến 31 độ tại Tây Nguyên. Kết nối bản tin sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 cho đến 26 độ, còn nhiệt độ thấp nhất là từ 16 cho đến 19 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 cho đến 23 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 16 cho đến 19 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, còn nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 cho đến 25 độ, còn nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất là từ 26 cho đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa rào và rông vài nơi, ban ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ban ngày trời nắng còn ban đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ, còn nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23 đến 26 độ. Khu vực Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa giải rác, tầm nhìn xa là trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và rông ở phía Đông Bắc, tầm nhìn xa là từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay xin chúc quý vị sẽ có một giấc ngủ ngon xin kính chào và hẹn gặp lại